cái gì? Con nó đẻ chạy về liền đi. Tôi hỏi thăm chứ ba con Hương cái dịp gì đây đứng đây chị. Tại sao con dâu đang đau đẻ mà chạy ra đây? Hâm mộ Việt Hương quá, hâm mộ Việt Hương. Mà lỡ nó đẻ làm sao? Nó bị cỡ đó. Con gái ơi. Hâm mộ Việt Hương. Chị tin gì? Chị tin gì? Thôi đồ hỏi tôi đau lòng á. Con dâu đang đau đẻ mà bỏ đi luôn, bây giờ nó đẻ nhà gán chịu. Nó chạy về nhà lỡ nó đẻ. Rồi, xong chưa? Xong rồi. Về liền. Ra xe về con nhỏ đẻ chưa? Em tạm biệt bạn Ninh nha, bạn Giả nha. Dạ, tạm biệt quý vị. Đi về nha. Vài bữa nữa coi thấy mình nha, nhớ hú hú à. Rồi, cảm ơn, bye bye. Dạ, con cảm ơn gì.